Hello mọi người, mình là Rin đây. Đã lâu lắm rồi mới làm lại một cái series hướng dẫn setup bể cho anh em mình cùng xem ha. Series gần nhất của Rin là series hướng dẫn setup bể COVID-40 cho theo phong cách đơn giản Rina Style cho anh em newbie nhập môn chơi những bé cá có sức sống cao và những dòng san hô đơn giản như là soft. Nếu như anh em nào đang cần những series hướng dẫn chơi đơn giản như vậy thì quay lại coi clip của Rin ha, nếu như mà mọi người chưa coi. Còn đây là clip mới, Rin sẽ bắt đầu một series mới ở trong một set bể hoàn toàn mới và Rin chơi theo phong cách chuyên nghiệp hơn mọi người. Nếu như lúc đầu mọi người thấy hồi nãy đã layout á, Rin đem ra Rin vệ sinh rất là kỹ luôn mọi người, để nó sạch bụi bẩn, bởi vì chơi theo phong cách mà kỹ á mọi người, chuyên nghiệp á, thì mọi người phải rất là kỹ lưỡng ở trong từng cái thao tác của mình luôn, không có để những cái chất lạ nó vô trong hồ của mình. Sau khi mình rửa xong rồi mọi người thì mình sẽ tiến hành làm đá layout nha mọi người nha. Thì đây là công đoạn mình dán bộ layout ha mọi người. Đây là mình đang dán bằng keo hai thành phần. Keo hai thành phần đây Rin có từng hướng dẫn mọi người ở trong những clip hướng dẫn setup, hướng dẫn làm những bộ đá layout rồi đó. Thì bây giờ Rin tiếp tục dùng keo đây ha. Thì keo đây theo Rin đánh giá thì khá là đơn giản, dễ dùng, phù hợp cho anh em newbie. Mọi người thấy nó có một cái hũ lớn và một cái tuýp nhỏ đó. Thì khi mà mình bỏ mà nhiều nhiều cái tuýp nhỏ thì nó sẽ nhanh khô, mà ít tuýp nhỏ thì nó sẽ lâu khô, mọi người sẽ linh hoạt tùy theo cái mục đích của mình thôi. Thì ở đây nó có một nhược điểm, mọi người thấy không, những cái điểm liên kết của nó thì nó sẽ thấy cái keo dư ra khá là thô mọi người. Nhưng mà được cái đó mình có thể cân nhắc được cái thời gian khô của keo á, và cái điểm tiếp xúc nó là nguyên cục keo luôn, cho mọi người dán khá là đơn giản. Nó đơn giản hơn hơn các cái phương pháp mà mình dán bằng keo 502 như bên thủy sinh mọi người hay dùng ha. Thật sự Rin vẫn dán bằng keo 502 á mọi người, nhưng mà hướng dẫn cho mọi người mới chơi thì Rin vẫn dùng keo này để mà khắc phục cái nhược điểm đường keo lộ ra xấu như này á. Thì thật sự là nhiều người họ bỏ vô họ cycle một thời gian thì rêu nó bám á, cái keo nó cũng tệp màu với cái đá layout thôi. Nhưng mà nếu như mọi người muốn mà khắc phục luôn cái tình trạng này á thì bây giờ Rin sẽ hướng dẫn mọi người nha. Khi mà nó khô thấy không, rất là cứng, bưng cả bộ đi luôn nè. Thì bây giờ mình sẽ nhỏ cái 502 vô trước đó, xong rồi cái mình sẽ lấy cái cát, đây là cát vỏ sò nhuyễn, nó sẽ rất bể đó, Rin sẽ rắc lên trên. Khi mà nó khô nó liên kết lại á thì cát nó sẽ che đi đường keo và làm chúng ta có một bộ layout nó tự nhiên hơn rất là nhiều ha. Thì những cái tiểu tiết như này nó sẽ làm cho cái bể chúng ta nó sẽ hoàn hảo hơn mọi người, thấy không? Mọi người mua cái hũ keo lớn giống Rin á thì khi dán thì nó khá là sướng, không có sợ hết keo nửa chừng, mình làm việc cũng khá là thoải mái luôn. Một bộ này Rin làm phải hết nửa hũ keo á mọi người. Đây, đây là thành quả cuối cùng mọi người thấy. Nhìn nó tự nhiên không? Phong cách giống kiểu nhất trụ á mọi người. Nhất trụ với nước ngọt. Và đây là một cái bể Rinano All-in-One Pro Cubic 45. Có nghĩa là một cái bể lọc vách với tất cả mọi thứ trong đây, rất là nhiều công cụ hỗ trợ trong đây. Ví dụ như đây là một cái ví dụ là đây là cái hút đáy mà người đi là thiết kế thêm hút đáy, và kể cả cái tấm chặn hút đáy nữa, để khi mà mọi người chơi hải quỳ hay là mọi người muốn chơi nền cát dày nó tới cái hút đáy đó mà không sợ cát lọt vô thì mình sẽ đẩy cái hút đáy đó mình bịt lại. Đây là một thiết kế của anh em đội ngũ Rinoverum mà Rin rất là ưng ý luôn mọi người. Đó, thì ở đây Rin dùng một cái nền cát cơ bản thôi, nó không có cao tới cái hút đáy, cho nên là mình vẫn mở hút đáy ra để mà hỗ trợ hút phân cá được ha mọi người ha. Còn nếu như mọi người để cát dài thì mình chỉ cần đẩy xuống bàn ốc lại là nó cứng ngắc luôn. Rồi, thì bây giờ Rin sẽ cho mọi người xem những cái thiết kế khác trong bộ hồ này nha. Thật sự là sau 3-4 năm thiết kế những cái bể cá biển như này thì Rin đã rút rất nhiều kinh nghiệm và có những sản phẩm khá là hay Rin muốn khoe á mọi người. Đây là cái hộp kỹ thuật ngăn ngột mọi người. Hồi trước thì mình không dùng hộp kỹ thuật thì cái nước nó sẽ bị nghẽn lại á mọi người, và khi vệ sinh nó sẽ làm mất mất ổn định cái hộp lọc chúng ta. Thì bây giờ mọi người thấy không, bây giờ Rin có hộp kỹ thuật ngăn một, hộp kỹ thuật ngăn hai, thì mỗi trong hộp kỹ thuật thì mọi người có thể bỏ một cái vật liệu lọc khác nhau, và cái hộp này sẽ giúp chúng ta tối ưu được cái luồng nước mọi người. Khi mọi người vệ sinh nó sẽ không có sốc cái hệ vi sinh chúng ta lên. Mọi người coi nè, bỏ vô rất là tiện luôn mọi người, gọn gàng sạch sẽ ha, vệ sinh chỉ cần cầm thôi là xong. Và ở trên đó Rin còn thiết kế thêm một cái đài để lọc thô phân cá hay là thức ăn thừa, nó sẽ mắc cho trong đó ha. Và ở bên đây khi mọi người bỏ vô cũng rất là gọn, và chính cái hộp đây mọi người nó chính là cái chân đế cho cái skimmer luôn mọi người. Mọi người có thể đặt skimmer lên đó luôn và không cần phải máng vô ha. Rồi, cái đây cũng là một thiết kế Rin rất là ưng ý, đó là cái hộp ù nước do đội ngũ của Rinoverum thiết kế. Không, chính Rin thiết kế ra cái này mọi người. Bởi vì xài cái hộp ù nước chân không, Rin khá là bất tiện khi cứ phải bưng ra bưng vô. Và cái hộp ù nước đây, Rin đã thiết kế để cho phù hợp với chỉ cái hồ Rinano này thôi nha mọi người. Bởi vì nó
rất rất là nhiều cái chi tiết tiểu tiết cần phải fit với nhau á, cho nên đây cũng là một trong những thiết kế rất là ưng ý. Chỉ cần một người mở cái nắp ra chế nước vô thôi và nhìn theo cái mực nước đó là mình biết là hết nước thì mình cứ châm vô, hết nước là mình châm vô, rất là tiện luôn. Thì ở những video sau khi mà bảo dưỡng vệ sinh bể thì mọi người sẽ thấy cái sự tiện lợi của nó so với cái loại bù nước chân không như thế nào ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành vào nước nha mọi người. Vào nước ở đây là mình dùng nước RODI nha, bởi vì Rin đã nói từ đầu clip rồi là Rin sẽ làm một cái series hướng dẫn chơi gọi là chuyên nghiệp. Rin sẽ chia sẻ tất cả những cái tiểu tiết mà mọi người cần phải để ý. Và đã Rin cho mọi người xem cái hệ thống này nó hút mặt rất là ok, mọi người thấy không? Cái mặt nước nó tràn xuống như vậy á, nó sẽ kéo cái váng mặt xuống rất là hiệu quả. Bởi vì 3 4 năm thiết kế đó mà Rin không thể để những cái lỗi cơ bản như vậy xảy ra được, đúng không? Rất là nhiều bạn hỏi Rin sao mà chơi cá biển một thời gian á, cái mặt nó cứ bị váng á, thì cái đó là do lỗi thiết kế á, mọi người. Thiết kế mà sai là cái hút mặt nó không có lực á thì nó sẽ bị váng rất là khó chịu. Thì mọi người hay chống chế chữa cháy bằng cách dùng những cái lọc váng, nhưng mà theo Rin thấy cái lọc váng đó nhiều lúc mình không check được cái con bơm đó nó có thật sự chuyên dụng cho bể cá biển không thì nó cũng khá là nguy hiểm. Cho nên tốt nhất là mình nên chọn một cái bể mà được thiết kế chuẩn từ ban đầu, mọi người thấy không, nó hút mặt mạnh cỡ này cơ mà làm sao mà còn váng mặt được ha. Thì ở bể đây mọi người, Rin không có pha muối từ bên ngoài mà Rin tính toán cái lượng nước bỏ vô, xong Rin cân muối Rin bỏ vô một lần luôn để cho khi mà chúng ta cắm bơm á, cái bơm nó chạy nước xong muối nó tự pha ha mọi người ha. Rồi vậy là cơ bản Rin đã setup xong cái phần thô ban đầu rồi mọi người. Đây cơ bản mọi người nhìn ha. Và sau khi setup xong chúng ta sẽ chăm vi sinh, và Rin sẽ có một phương pháp cycle mới chia sẻ với mọi người ở trong series này ha. Rin sẽ test cho mọi người cùng xem coi thử nó có hiệu quả không nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha.